Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin kính chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Dạo này thì cái mẫu chậu nhỏ giá rẻ này đẹp quá, cái hoa văn cũng rất là xinh, rất là nhiều mẫu hoa văn luôn. Thì hôm nay thì Nhung lại giới thiệu lại đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái mẫu chậu giá 9.000 nhá. Mẫu chậu nhỏ giá 9.000 bên Nhung nhá. Xin mời các anh các chị cùng toàn thể các bạn đón xem ạ. Đây có mấy mẫu hoa văn ở đây luôn nhé. Xem nào. Em sẽ lấy luôn mấy mẫu hoa văn luôn. Đợi em một chút nhé. Ở trong kho thì nó hơi chật một chút. Đi dịch vào chỗ này sẽ đo được này. Đây nhé. Đầu tiên là cái hoa văn này này. 9.000 một chậu, 50 chậu bao ship. 9.000 một chậu nhá. 50 chậu bao ship và cái hoa văn nào cũng rất là đẹp luôn. Đây. Hoa văn nào đẹp nhá. Đẹp lắm luôn ấy. Cái mẫu chậu này thì trồng những cái cây nhỏ hoa mùa hè như là 10 giờ hoặc là các loại cây huệ mưa ấy, rất là xinh. Đây nhá, Nhung đo cho các anh các chị này. Đây này, nó là được 22 nhá. Lọt lòng xem nào, được 19,5. Cái chiều cao thì được 23 nhá các anh các chị nhá. Chiều cao được 23. Mỗi một kiện dài như thế này, nó là 100 chậu nhá. Mỗi một kiện dài như thế này là 100 chậu. Ở cái chỗ này thì rất là nhiều luôn ạ. Rất là nhiều luôn các anh các chị nhá. Giá 9.000 đồng, em bao ship toàn quốc từ 50 chậu. Số điện thoại liên hệ bên em là 0915 882 513. Số này có kèm Zalo nhé. Các anh các chị mà vào vật tư nông nghiệp Thùy Nhung mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn đăng ký kênh nhé. Để khi mà Nhung ra video mới thì có thể tiếp cận được video mới bên Nhung mới update lên. Rất cảm ơn các anh các chị đã theo dõi video của vật tư nông nghiệp Thùy Nhung. Bây giờ thì Nhung xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau.